ở với nhau là từ sáng cho tới đêm, chỉ có buổi tối đi ngủ là không cùng nhau thôi. Hai mẹ con làm gì cũng làm chung hết trơn ha. Dạ, thậm chí là như thế này luôn, mẹ thì cứ hay có quần áo mà mặc chật này cho con. Kể cả đồ tay hay là đồ bộ, thậm chí cả đồ ngủ. Thế hôm đấy em mới mặc bộ đồ ngủ của mẹ, cái hồi quay lưng ra, thế ba chồng về, ba chồng nhìn, ba chồng cứ cười. Cái lúc em quay lại em hỏi, ủa sao ba cười thì tao tưởng mẹ mày. Hôm nay mẹ mày ngon lành cảnh đào. Dạ, chào cô, chào chị ạ. À. Dạ, xin mời chị ngồi. Hồi giống hai mẹ con ruột quá nha. Gương mặt giống giống nhau nha. Dạ, dạ đúng rồi. Ai nói vậy không cô? Dạ, ai cũng nói vậy hết anh. Ai cũng nói vậy luôn hả? Tôi, tên của tôi là Nguyễn Thị Xuân Thu. Năm nay tôi 59 tuổi. Và tôi ở Thủ Đức. Hiện thời bây giờ tôi là nội trợ. Dạ. Cô có bà con gì với Minh Vượng không? Chắc có. Giống giống ha. Dạ. Giống nhiều người dữ ta. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À. Em tên là Nguyễn Thị Xin, năm nay em 28 tuổi. Em làm dâu mẹ được 6 năm ạ. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị? Mình có hai bé trai. À. Dạ. Ủa mình là quê ở đâu chị hả? Quê mình ở ngoài Nam Định. Là cô cũng ngoài Nam Định luôn? Dạ không, tôi ở trong này. Quê tôi thì ở ngoài Bắc nhưng mà tôi sanh ở trong này. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô ấn tượng điều gì? Ngày đầu tiên thì con trai tôi nó về, nó cũng có nói là má ơi, con có bạn gái rồi. Thì tôi nói chứ thôi thì con có bạn gái thì má mừng cho, con cứ dắt về đây. Thì má xem mặt coi xem như thế nào. Thì tới khi mà nó dắt về thì thật sự ra là ấn tượng đầu tiên. Tôi nhìn thấy con bé này, tôi bảo là bé này nhìn cái mặt nó cũng phúc hậu, nhìn nó cũng tròn trịa, chắc nó giống mẹ. Nhưng mà khổ cái là khi mà tôi hỏi thì nó lại nói là bạn con tới ở ngoài Bắc cơ. Thì thật sự tôi nghe thế tôi cũng run. Tại vì tôi thì cái tật của tôi là tôi say xe, tôi sợ là tôi phải đi ra ngoài Bắc. Thế tôi mới bảo chứ con ơi, trong này á nhiều con gái lắm, sao con quen mà con quen tới ngoài Bắc lại. Thế này chứ, nhưng mà duyên số. Tôi nói thôi kệ nó cũng được đi, thì con cứ đưa bạn về đây chơi đi. Thế khi đưa về thì tôi nhìn thấy cháu thì tôi cũng ưng. Thế tôi mới bảo chứ thôi thì con gọi điện đi để cho mẹ nói chuyện với lại ông bà Xui ở đó coi sao. Thì khi mà nói chuyện thì tôi thấy ông bà Xui cũng rất là dễ, thì cũng thông cảm. Thì ông bà có nói là thôi thì hai bác cứ ở trong đấy cứ lo đi, khi nào mà gần cưới thì chúng em bay vào. Trời ơi em mừng quá trời, mừng nữa là mừng luôn. Làm mất giá sẽ sợ luôn. Thì từ nãy giờ tôi chưa nói lời cảm ơn với ông bà Xui. Tôi cũng cảm ơn ông bà Xui là cũng đã cho tôi một đứa con dâu cũng ngoan hiền, thì tôi cũng rất là mừng. Cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái ấn tượng lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng không? Hôm đấy thì chồng chị mới dắt về, gặp mẹ thì mẹ hiền lắm. Dạ. Rồi mẹ cũng hỏi han, cũng quan tâm, rồi cũng mời mọc mình ăn uống thoải mái như là người trong nhà vậy đấy. Mà thực ra hôm đấy thì trời rất là mát, mình ngồi ngay cái quạt luôn, mặc áo thật sự rất mát, mà mồ hôi nó cũng toát hết ra cả người. Đến bây giờ mình vẫn không quên cái cảm giác ấy luôn. Rồi khi mà về mấy ngày đầu về làm dâu á, có gặp khó khăn gì không chị? Thật sự thì mình không hề gặp khó khăn gì cả, mẹ mình cực kỳ dễ thương. Cái lúc mà mình chưa lấy chồng mình á, mà bạn của chồng thì bảo về này, thực ra thì mẹ không khó, nhưng mà nhà bên chồng có tận bốn bà chị với cả em chồng cơ, mà mấy cô đấy rất là khó. Thì em thì lại no, kêu bảo là giặc bên ngô mà cô bên chồng á. Dạ. Thì mình rất là mình sợ, nhưng mà khi mà mình về sống chung á, mình tiếp xúc với các chị với các em thì họ quá tuyệt vời, thật sự là mình rất là hạnh phúc. Như cái câu chuyện hồi nãy em kể đó, tức là ba mẹ em bay từ ngoài Hà Nội vào đây. Dạ vâng. Mà mình không có được tổ chức ở ngoài kia đó thì... Là như thế này anh ạ. Ba mẹ em có vào đây tổ chức cho em, xong rồi thì ở trong này xong xuôi thì hai vợ chồng em cũng có bay về quê ạ. Rồi ở ngoài quê ba mẹ em cũng làm đám cưới cho tụi em ở ngoài đấy luôn ạ. Dạ, nhưng mà chỉ có một điều hơi tiếc là ba mẹ chồng em thì không về được. Tức là về sức khỏe đi. Dạ. Không có được. Phần nữa tôi sức khỏe, phần nữa thì là tôi còn mẹ già thì không ai chăm sóc nên là tôi không thể đi được. Đó cũng chứ cũng tôi rất thì tôi cũng ha. Tiếc lắm. Dạ. Rồi hai mẹ con hợp nhau về điều gì? Hai mẹ con tôi rất là hợp. Cái gì cũng hợp hết. Nó thật sự ra tôi bốn đứa con gái cơ, nhưng mà tôi ít khi tâm sự với con gái tôi bằng con dâu.
khi con gái tôi nó cứ nói là mẹ ơi, cứ thương con dâu đi, tại vì tụi con cũng đi làm dâu, tụi con cũng biết cái cảnh khổ của người làm dâu rồi, thì mẹ cứ thoải mái với em đi. Nó có nấu cơm cho mình ăn không? Đấy là cái điều mà chắc em còn nợ mẹ. Tại vì 6 năm trời làm dâu của mẹ, thật sự em chưa nấu cơm một bữa cơm trọn vẹn cho mẹ ăn. Tại vì là ngày xưa khi mà em còn làm công nhân, làm công ty thì cứ mẹ cứ nấu cơm cho em ăn uống, quần áo sẵn xong xuôi để đấy, tối về em chỉ việc ăn uống, dọn dẹp một chút xíu là xong. Đến bây giờ khi mà em đã không còn làm công ty nữa, em ở nhà với mẹ cả ngày, nhưng mà mẹ cũng vẫn cứ nấu nướng cho em ăn từ sáng tới chiều. Nhưng mà cô có mong muốn là sau này chị sẽ nấu cho cô một bữa cơm nào đó không? Thì nói chung là cũng mong muốn chứ, ai mà không mong muốn. Nhưng mà thấy mình giúp con dâu mình được cái gì thì mình cứ giúp đi. Chừng nào mình ốm mình nằm đó mình không làm được thì nó phải nấu thôi. Có bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Mẹ thì sinh nhật là ngày 20 tháng 10, trùng với cả ngày kết hôn của ba với mẹ. Cũng có lúc thì dắt nhau ra nhà hàng làm, cũng có lúc thì ở nhà nấu ăn hay là làm gì đấy nhẹ nhàng để mừng sinh nhật cho mẹ. Tôi thương con dâu tôi là như vậy. Nó mới về làm dâu được có 1 năm thôi. Hôm đấy đi làm về tôi thấy nó xách giỏ hoa về. Tôi cũng đâu có nghĩ là cái ngày gì của mình đâu. Thật sự ra là tôi không bao giờ tôi nghĩ đến ngày sinh nhật của tôi hết á. Tôi hỏi, ủa hôm nay mua hoa làm gì vậy con? Thì nó bảo là con tặng mẹ. Cái tôi bảo chứ trời đất ơi, mẹ cảm động quá. Từ nào giờ chồng, con gái, con trai cũng chưa nghĩ đến ngày sinh nhật của mẹ. Mà cũng chẳng có ai tặng hoa cho mẹ hết. Mà bữa nay con tặng hoa cho mẹ, mẹ mừng lắm. Thật sự trong lòng tôi rất mừng. Đó là tôi nghĩ con dâu này là con dâu hiếu thảo. Bây giờ mình nói chuyện hợp nhau không mà còn có chuyện nào mà hai mẹ con không có thể hợp nhau được không? Nếu mà nói về cái chuyện mà không hợp nhau là không có ấy. Cũng có một cái kỷ niệm thì nó cũng không phải là buồn lắm. Thì hôm đấy là giỗ của ông ngoại. Mà hôm đấy thì em còn làm công ty. Thế các bạn trên công ty tổ chức sinh nhật, đứng ra tổ chức xong cái ngày hôm đấy về là tắm rửa ôm con đi ạ. Cái tối về xong rồi em lên phòng, chồng em gọi em rất nhỏ nhẹ, em ơi xuống mẹ nói chuyện một tí. Đấy, chỉ có hôm đấy là mẹ ngồi mẹ nhắc nhở em cỡ khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Chắc là do mình quên phải không chị? Mình biết mình đã nỡ ở trên công ty rồi ấy, nên là mình không thể nào mà mình có thể hồi kèo được đấy. Nhưng cho mà mình đi luôn như vậy rồi có nói với mẹ không? Mình có nói dạ. Mẹ cũng nhưng mà về thì cũng buồn. Mẹ không buồn lúc đó mẹ không dạ. Trong lòng tôi ức lắm, tôi nghĩ tôi buồn là vì cháu nó mới về làm dâu mà mẹ đã nói trước rồi. Xuống tôi cũng giận lắm, tôi mới nói về này, cái ngày giỗ là giỗ của ông ngoại, ông ngoại là ai, là người đẻ ra mẹ, mà con không tôn trọng thì ví dụ như mai mốt mẹ có chết rồi chắc con cũng không tôn trọng mẹ. Mẹ không cần các con phải cho mẹ tiền, chỉ cần các con ở nhà thôi. Thì tôi cũng có nhắc nhở con dâu tôi vậy, thì thôi từ đó tới giờ thì nó cũng ngoan rồi, nó cũng không mới về còn nhỏ dại. Chứ đó cũng là rất là nhạy cảm bởi dạ, ngoại vâng, mà ha. Vâng ạ. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, còn chuyện chăm sóc con cái đó thì có hợp nhau hay không? Mẹ thì cho em toàn quyền quyết định là dạy con như thế nào, na đầy như thế nào là toàn quyền quyết định của em. Dường như là hai mẹ con mình không mấy khi có mâu thuẫn, mà ví dụ mình có sai hay có gì là mẹ nhắc nhở liền. Hôm đấy thì mình đang cho con ăn cháo, hôm nay nó hóc cái xương, nó bị ói. Thế mẹ có nói một câu là mày cho con mày ăn thì mày phải nhằn xương ra. Mà thật sự lúc đó mình đang bực ở trong mình á. Thế mình mới nói với mẹ là mẹ mắc cười quá à. Con chẳng lẽ con cho con ăn xương. Khi mà mình bột miệng mình nói câu đấy ra là mình biết là sai. Mình sai. Thế là mẹ cũng không nói gì, mẹ vào phòng mẹ nằm. Cái cỡ khoảng 5 phút sau thấy mẹ đi ra rồi mẹ nói một câu này. Con à, để mẹ nói con nghe cái này. Ủa mẹ nói chuyện mắc cười đó mà. Rồi mình biết mình sai. Nó bảo tôi là mẹ nói chuyện nghe mắc cười quá. Bộ con muốn đút xương cho con ăn à? Trời ơi, tôi nghĩ tôi buồn. Thí dụ bây giờ mà tôi con lỡ nói đi thì thôi nó cũng đừng nói lại. Cái tính của tôi là tôi có sao tôi nói vậy. Tôi không có để bụng. Quay ra nói lại. À, cái tôi nằm một hồi cái tôi bảo chịu không nổi đúng không? Nghĩ tức quá. À. Mình nói chuyện gì mà nó bảo mình mắc cười. Cái tôi mới ra tôi gọi sim ơi sim. Hồi nãy mẹ nói chuyện nghe mắc cười lắm mà con. Mẹ chồng mày rất là hay chú ha. Không có la, rất là nói nhẹ nhàng, gọi là mưa dầm thấm lâu á. Dạy một cách rất là nhẹ nhàng mà thấm nha. Thật ra hai mẹ con em 6 năm chung sống chưa có một cái mâu thuẫn gì là lớn mà không giải quyết được. Có chuyện gì là hai mẹ con nói ngay.
hai mẹ con đứng bán hàng với nhau mà người ta cứ tưởng mẹ con ruột không à, người ta cứ hỏi ủa đấy là mẹ con à, mà dạ mẹ chồng. Ủa mẹ chồng á hả? Thế bảo vâng mẹ chồng. Cháu nó bán hàng ăn đấy thì tôi thấy nó tội nghiệp một mình nó đã bán, tôi mới ra tôi phụ. Mà hai mẹ con em là 3 giờ dậy cùng nhau, ở với nhau là từ sáng cho tới đêm, chỉ có buổi tối đi ngủ là không cùng nhau thôi. Hai mẹ con làm gì cũng làm chung hết trơn ha. Dạ, thậm chí là như thế này luôn, mẹ thì cứ hay có quần áo mà mặc chật này cho con. Kể cả đồ tay hay là đồ bộ, thậm chí cả đồ ngủ. Thế hôm đó em mới mặc bộ đồ ngủ của mẹ, cái hồi quay nâng ra, thế ba chồng về, ba chồng nhìn ba chồng cứ cười. Cái lúc em quay lại em hỏi ủa sao ba cười thì tao tưởng mẹ mày. Hôm nay mẹ mày ngon lành cảnh đào thế. Chúng ta có mong muốn một cái điều gì của con dâu của mình không cô? Tôi cứ mong muốn là thôi mẹ con cứ như vậy đi. Lâu lỡ lời nó mẹ mắc cười quá. Thì mình nói lỡ thì mình nói lại cho. Dạ. Góp ý liền đó cô ha. Chị có mong muốn thay đổi mẹ điều gì không? Không, mẹ mình thì nói chung là quá tuyệt vời rồi. Chỉ cần mẹ giữ gìn sức khỏe. Mà với cả một cái nữa là mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều. Có nhiều chuyện rất là nhỏ nhưng mẹ mình thì rất hay suy nghĩ, đâm ra là cứ hay bị nặng lòng. Để cho mẹ khỏe, mẹ vui sống với tụi con là được. Dạ, có vâng. Hai cái điều mà nãy giờ anh vẫn đang trăn trở. Dạ. Cái điều thứ nhất á là em làm sao phải nấu cơm cho mẹ một buổi ăn trọn vẹn. Dạ. Cái điều thứ hai ngược lại là mẹ em làm cách nào đó cô về quê của con dâu mình á thăm ông bà xuôi một lần đi cô. Có, tôi cũng có ao ước rồi. Tôi cũng nói với cháu là sẽ có một lần để về quê thăm bà nội và bố mẹ. Thật sự ra là tôi còn mẹ già, tôi không thể bỏ bà đi được. Bây giờ mà đi một chút là bà không có chịu. Nên là tôi cũng không biết làm sao. Tôi bảo chứ thôi cứ cầu xin đi, thế nào cũng có dịp thì mẹ sẽ về thăm quê của con. Rồi bây giờ nè, em ôm mẹ chồng đi hứa một cái bữa cơm nào đó. Ê, nói với mẹ đi. Mẹ con sẽ cố gắng. Sau này có thể không phải một bữa mà là nhiều bữa, hoặc cả một năm có thể nấu cơm cho mẹ ăn. Mẹ sẽ cố gắng. Còn khỏe mẹ cứ nấu, chừng nào mẹ ốm thì con nấu cho mẹ. Cứ dành nấu cơm với con dâu nữa. Thành ra cuối cùng con dâu không có thực hiện được ước mơ của mình nấu cơm cho mẹ. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Cô xin giới thiệu, cô Phan là Thiều Anh, năm nay 65 tuổi, quê cô ở Hà Tĩnh. Cô sống hiện tại đang ở sống ở Buôn Ma Thuột. Cô làm nghề nội trợ. Nội trợ. Và đây là con dâu cô. Xin chào các anh MC Quỳnh Linh. Chào. Xin chào Lê Lộc. Mình năm nay là 44 tuổi. Là con dâu của mẹ được gần 16 năm. Nghề chính của mình là làm nghề thợ may. Mình có mấy bé rồi chị hả? Chị đã hai bé. Bé năm nay là bé gái 15 tuổi. Bé trai là 10 tuổi. Mình ở đây hay là mình ở ngoài Buôn Ma Thuột? Mình ở Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột luôn. Vậy thì hai mẹ con từ Buôn Ma Thuột đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình. Cô lần đầu tiên cô gặp con dâu cô ấn tượng điều gì? Khi mà con trai cô quen con dâu cô lúc đó nó còn đi học đại học. Mà gia đình cô thì cô cũng nghiêm khắc. Cho nên là nó cũng không dám nói gì cả. Đến khi nó học mà ra trường rồi, nó mới nói với cô là con có quen một cô là như vậy. Là cô đó cô làm nghề thợ may. Nhưng mà cô là lớn hơn con tuổi. Thì lúc đầu cô cũng phản ứng. Vì cô nói là con nên coi lại đi, bởi vì bố là hơn mẹ 4 tuổi. Nhưng mà bây giờ bố còn trẻ hơn mẹ. Thế nên mẹ cô cũng lăn tăn cái chỗ đó thôi. Cô nói là sợ rồi sau này á, mà đến khi người phụ nữ á, thì nó cái tuổi thân nó nhanh hết lắm. Chứ không phải nó dài được như người đàn ông. Cho nên là con lấy nó rồi liều sau này nó sao. Thôi thì cô hôm nay thôi thì từ từ rồi lúc tôi tính. Lúc đầu cũng phản đối ha? Lúc đầu thì cũng phản đối. Nhưng mà sau đó thì về làm dâu đó, cô có thấy sự phản đối của mình đúng hay là sai không? Nhưng mà đến khi mà nó sáu nó xin cưới thì cô còn nói với nó này, nếu vậy thì con dẫn nó về đây để mẹ nói chuyện với nó. Thì con cô dẫn về thì cô cũng nói với con dâu cô là như cô nói với con trai vậy đó. Đó, vì mà hơn nữa nghề nghiệp cũng khác nhau. Con cô đi làm nhà nước, còn con dâu là làm thợ máy. Thì cô này là liều sau này về thì cuộc sống vợ chồng có gì là nó, hai bên nó cũng phù hợp. Vì như nói đi làm thì nhiều khi còn hay đi bạn bè rồi nhậu nhẹt. Mà con dâu nói thật thời buổi bây giờ thì đi làm thì giữa làm việc trong với ngoài là nhiều khi người ta cũng có cái mối giao du như nhau. Thôi thì liều con sau này mà
là về vợ chồng thì con, nếu con chấp nhận những cái điều mà sau này nó có cái gì vậy thì mẹ con cưới. Mà nếu con này thôi thì con dâu nó đồng ý. 16 năm rồi. Yêu thương nhau 16 năm rồi, vậy thì cái tuổi tác đâu quan trọng đâu cô ha. Nhưng mà bây giờ thì không ai nói nó là nhiều tuổi con trai cô ấy đó. Nó tệ hơn. Tệ hơn chứ, hãy nghe 44 tuổi giật mình á. Tưởng giới thiệu lộn 34 chứ. Trẻ mà. Chị có nhớ cái ấn tượng lần đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không? Cũng có. Như vừa mẹ vừa chia sẻ đó, là mẹ nói là nếu như mà sau này mà sống như vậy thì sợ có những lúc cơm không lành canh không ngọt đó thì sao này, ví dụ vậy đó, thì chị cũng thấy hơi tủi thân thật tình đó. Thì mẹ tiến tới thì nhà chị là dầm nhầm ngõ, ý là dầm ngõ trước cũng phải gần một năm, nhưng mà mẹ rất là tâm lý. Khi mà mẹ quyết định cưới rồi thì chị rất là ngưỡng mộ mẹ. Ví dụ như là khoái nhất cái vụ mà mẹ chồng rủ đi sắm trang sức cưới về rất là vui, vừa cười chích mắt. À, trước mắt là vui, có quà rồi ha. Có quà rồi là rất là vui, chứ mới lại hơn nữa là mẹ cho mình đi chọn. Mẹ tâm lý ha. Đúng rồi, mẹ rất là tâm lý. Rồi sau khi làm dâu rồi thì cô thấy giữa con dâu với mình hợp nhau những điều gì? Con dâu cô thì nhanh nhẹn, bát, hiểu chuyện. Thì nói chung thì cũng tốt với bố mẹ chồng. Đặc biệt là hai cô em gái quan tâm lắm. Thì anh em nhà chồng quan tâm. Thấy hài lòng cô hả? Có cái gì mẹ con hợp nhất là điều gì? Nói chung cách chăm con là hai mẹ con đều hợp nhau. Thí dụ như là không muốn cho con đi ăn ngoài. Ví dụ như là ăn sáng là thường thường người ta hay mua đồ cho con ăn trước khi đi học, đó là người ta mua đứng trước cổng trường nè. Thí dụ là người ta đứng người ta đốt, người ta chờ con hối ăn nhanh. Nhưng mà không, riêng nhà là hai mẹ con là tự tổ chức sắp xếp nấu nướng ngày nào cũng như ngày nào. Thí dụ mình đổi món cho con mình ăn. Tức là mẹ chỉ muốn ăn uống nấu nướng trong nhà thôi, không ăn ở ngoài. Đúng rồi, em đúng cũng thích như vậy. Con em là nói chung là nó cũng nhiều, cái đôi khi con nít mà. Không lẽ giờ chồng em không bao giờ ăn uống ngoài chứ hả? Ăn trong nhà không hả? Lâu lâu thôi anh. Thí dụ như bố mẹ mà lâu lâu bố mẹ đám cưới thì nhà em tóc đi anh. Ăn về mà mẹ có la không? À, thì giống mẹ. Chừng nào mà check in Facebook thì mẹ thấy thì kệ. Nhưng mẹ em trước đây là mẹ em hay tiết tiền lắm. Mẹ cứ mỗi lần mà đi ăn về mẹ bảo trời ơi, mất tạ thóc. Nhưng mà em nghĩ mẹ thì mắc cười ghê, thì mình phải đi thì mới biết là người ta những cái nấu những thế nào và vị như thế nào chứ, đúng không? Thì nhưng mà do lâu giờ mẹ em đỡ hơn rồi. Thí dụ như là rủ là đi tẹt ra. Đi ăn là quy ra thóc không hả cô hả? Có chuyện gì mà không hợp giữa hai mẹ con không cô? Cô thì cô nói thật, từ hồi mà khi cưới con dâu cô về thì cô có nói là khi lúc đầu mẹ phản đối là phản đối lúc chúng nói chưa thành vợ thành chồng. Nhưng mà đến khi về nhà cô nói thật, từ hồi nó về đến giờ chưa bao giờ cô coi nó là con dâu hết ạ. Cô coi nó là con gái. Nhiều khi thậm chí con gái cô nó còn nói này là mẹ thì thương chị hơn con. Có cái gì mẹ con cũng chia sẻ, cũng tâm sự với nhau hết. Thì tất nhiên thì nói là nói vậy chứ không phải là hoàn toàn lúc nào cũng ngày hết. Thì có hồi mà con nó còn nhỏ thì có đôi khi nó mua sắm đồ cho con, thì có đôi khi cô cũng không hợp chỗ đó. Là cô phải có nói với nó này, nói sắm đồ cho con nó thích sắm. Này vì cô bảo này là giờ con nó đang nhỏ mà giờ con cứ mua sắm cho nó nhiều, mà nó sắm lại sắm đôi thuyền thì nó mặc được vài lần thì nhiều khi lại bỏ, cho nên lãng phí mà đồng tiền của vợ chồng con thì làm ra rất là vất vả. Còn như vậy thôi. Nhưng mà con gái con dâu cô là suốt ngày đi làm ăn ngoài rồi không có cơm nước trong nhà, rồi ít có chăm sóc, ít có làm việc nhà, cô có thấy sao không? Không, nó bận thì nó bận mà về nó vẫn tranh thủ làm. Có khi tối lại có khi là hai mẹ con dành nhau rồi chén. Vì cô thì cô nghĩ này là thôi nó đi làm ăn ngày mà tối nó còn đem đồ về cắt á. Thì nhiều khi cô thấy tội thì cô muốn anh, nhưng mà nó bảo mẹ cứ để con rửa chứ, con đoàn tí là xong mà. Có rửa không hay là nói vậy thôi xong rồi để người khác rửa? Không, nó vẫn nhưng mà em làm gì cũng nhanh hết. Mẹ làm nhanh lắm. Một buổi tối mẹ em phải làm nhọn đủ thứ việc. Buổi sáng sớm mà em mà dậy một tiếng là xong, nhưng mà mẹ phải mò cả ngày. Có nào em không làm em sai chồng em làm không? Có chứ anh. Mẹ em huấn luyện mà. Hồi xưa đây là hồi trước đây á, là em là nói chung cũng không phải là chiều chồng, nhưng mà em thấy chồng em cứ được mẹ chiều quá rồi cũng chẳng biết làm gì hết. Nói chung biết làm cái gì hết. Cái đi học lớn hồi nhỏ thì nghe nói là mẹ em kể là siêng năng, biết làm đủ thứ. Nhưng mà khi mà lấy em về thì em thấy lười vừa bận. Có la đúng không? Có chứ. Chuyện đó bình thường. Trời, chị la vậy là rõ hai vợ chồng có khi nào xích mích không? Có chứ. Thì la phải xích mích chứ. Sao la mà không xích mích được, mẹ cũng biết luôn. Rồi, la trước mặt mẹ chồng luôn. Hên xui. Em là nếu đã làm, đã còn chưa làm con của mẹ thôi thì mình đâu còn phải chịu kẻ trong nhà nữa đâu. Nhưng mà có điều là phải có nguyên nhân thì em mới la. Ví dụ như em đang ở dưới bếp, thằng con trai nó lên nó mở tivi hết volume. Anh hét nó nghe chưa? Anh hét đi, đừng có nói mà la.
anh hét nó đã nghe chưa, kêu con giảm volume xuống, hét một tay nó đã nghe chưa, mà nó tức cái gì nó giống như nó đang xem cái gì, hoặc là nó tức quá thì nó tức quá thì nó mở to volume, hoặc là nó đang bực mình cái gì đó, ví dụ như đang tức cái gì đập tivi ầm ầm. Em la lớn như vậy, thậm chí la lớn hơn tivi nó mới nghe. Thì đúng rồi. Em có sợ là lúc đó mẹ chồng hay là cha chồng đó buồn không? Cũng có, nhưng mà biết sao mẹ chỉ nhìn thôi. Xong rồi nhìn không khi... vậy đó hả? Dạ. Nhiều khi nó hư quá thì em cũng lôi phòng em đánh. Thì mẹ em hỏi ra, mà em hỏi nó chứ làm sao vậy? Ủa thì có nguyên nhân thì mới đánh chứ. Chứ tự nhiên em đâu có phải là hàm hồ mà em đánh đâu. Cô có buồn có gì? Lúc đầu thì cô cũng buồn vì, nhưng mà sau thì cô thấy cũng phải hiểu. La hoài cũng hết buồn luôn hả? Mà cái thái này là cô nghĩ này là mẹ và thầy chồng thời nay là mình phải thoáng hơn hồi xưa. Cô nói thật, nhiều khi thời xưa như vậy lắng được đâu. Thế mà giờ mình phải thoáng. Có khi nào cô nóng lên cô la con dâu không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Lớn tiếng chưa? Chưa. Không luôn. Không có la, nhưng mà không tức là khóc đó. Nhưng mà là khóc gì chuyện gì? Thì... giận con dâu đó. Không phải giận con dâu, cái chuyện mới tinh như vậy nè. Cái hôm đó là thường nhà chị có năng lượng mặt trời đúng không? Mà mùa đông trên Buôn Ma Thuột em biết rồi á. Nó rất là lạnh. Mà chắc là cả ngày, với lại chắc là hôm đó nhà chị nhà mình là chắc xài hết, mà chị là hay tắm đêm. Thường là đi làm về lui cu đủ thứ việc đó rồi mới tắm đêm. Thì vô hết nước. Mà khi mình chị bật sang cái máy nóng lạnh á. Bật cái máy sang cái máy nóng lạnh nó cũng làm sao á, nó không được, tức điên lên được. Thì chồng chị đi nấu nước. Nấu nước để tắm á. Nấu nước bằng cái ấm siêu tốc á. Thì mẹ chị xuống, mẹ chị hỏi là ủa ai cắm nước vậy? Kêu còn cắm á. Còn cắm hay tắm? Mẹ chị bảo chứ. Trời ơi, xả không xả, chịu xả lâu lâu một chút xíu. Xả phải cỡ nửa sôi nó mới ra được nước nóng chứ. Cái bảo chứ, ủa thì mẹ ra mẹ xả đi. Thì mình chỉ nói vào trong, chị đi vào trong phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Thì lại chồng mình ngồi ngay đó để làm bẩm chứ. Có vậy thôi mà mệt ghê. Thì chị nói vậy. Thế là tự nhiên chồng chị lại ngứa mồm. Lại ra lại bảo chứ. Ủa chứ mẹ có bộ chuyện đó sao mẹ cứ cằn nhằn nhé. Trời. Chị chịu nổi không? Mẹ chị ngồi hu khóc. Nói như vậy thôi mà cũng là căn nhân. Xong rồi chị sợ quá, chị đóng cửa chị đi ngủ luôn. Bởi vì con trai nó nói thế, bố mới tuổi thân rồi căn nhân rồi. Nó con con trai nhiều hơn chứ phải đúng rồi. Dâu. Con trai mà không minh mẹ. Không phải là không minh mẹ, cô muốn con trai cô là phải phân minh rõ ràng. Mẹ đúng là đúng, mẹ sai là sai. Anh mà lúc đó mà đóng vai và mẹ chồng anh sẽ nói rằng nước năng lượng mặt trời không tắm, tắm nước này hao điện, tốn tiền, hàng chi tháng xa trước tao đóng quá trời tiền luôn. Để mình xem người thứ ba đó, chồng em á, thử coi có mâu thuẫn gì với hai mẹ chồng nàng dâu không nha. Hai người phụ nữ gần gũi và quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là hai người rất là tuyệt vời. Nhưng cả hai người có một tính mà tôi rất sợ, đó là nói nhiều. Vì cái tính cả hai đều nói nhiều và đều như thế cho nên là cũng nhiều khi là dẫn ra những cái sự việc là cũng rất là khó xử cho tôi. Thì ví dụ như vợ dẫn cái chuyện gì ở nhà, ở ngoài đường, rồi về nhà lại bắt đầu dẫn lây qua mọi người một cách là vô cớ. Nhưng may mắn là được cái mẹ tôi cũng hiểu được cái tính của vợ cho nên là nhiều khi cũng im lặng, kệ. Vài bữa rồi lại hết. Cũng có lúc mẹ và vợ giận nhau thì cái giải pháp của tôi là im lặng, không nói gì. Rồi từ từ mọi thứ nó sẽ qua. Cũng không bênh ai, cũng không có nói ai đúng ai sai. Nên tôi thấy cái giải pháp đó hiện cho đến bây giờ là vẫn hữu hiệu. Hôm nay cũng có những cái chia sẻ rất là thật lòng ha. Vậy thì mẹ chồng có muốn nàng dâu thay đổi điều gì? Cô mong muốn của cô là chỉ mong là nếu mà có kịp sau thì cô vẫn được làm con dâu, mẹ chồng của con dâu cô. Chứ đổi ngược lại cũng mệt lắm á. Kiếp sau đổi ngược lại là mệt với cô này lắm á. Cô ở tư thế con dâu khác mà cổ tư thế mẹ chồng là cô, căng lắm à. Cô muốn được làm mẹ vẫn muốn được làm mẹ chồng của con dâu. Mẹ chồng thì được. Mẹ chồng của con dâu. Chứ cô phải cá tính là mẹ chồng là cá tính dữ lắm luôn á. Thì em thì sợ rằng là sau này em có con trai thì em chắc chắn là em không tốt như mẹ rồi đó. Nếu em cũng thương thì có thể là thương. Đúng rồi. Nhưng mà không thể bằng biểu lộ bằng cảm xúc, đúng rồi, em đúng nóng rồi. Tính là cảm không thể được liền, như liền. Như của mẹ. Chị có mong muốn hay là có điều gì muốn nói với mẹ không? Có, ví dụ là mẹ thì nói chung là mẹ cái tính, nói chung tính em thì cũng không thích giặt máy. Ví dụ như mẹ cũng vậy, đặc biệt là càng không. Nhưng mà em chỉ mong mà thí dụ như mùa lạnh á, sáng ngày ra chuẩn bị đi làm mà mùa trời mùa đông trên Buôn Ma Thuột nó lạnh lắm. Nói là mẹ bỏ đồ máy giặt đi. Cứ thôi được. Mẹ cái gì á, mẹ cứ giặt tay đi tí xíu, giặt cái là tự nước con nó nóng lên. Cái chồng chị nghĩ bụng trời mình thì đâu có thể nhà vô giặt được, từ bây giờ đến giờ mình phải đi làm rồi. Rồi cái xong rồi giờ chị muốn thay cho mẹ một lần, ví dụ những ngày mà bận rộn quá nè, rồi ngày mùa đông giá bốt thì mẹ cũng đừng có cái giặt tay nữa, mà mẹ bỏ vào máy mẹ giặt. Cô nghĩ thế này, cho cô ở nhà nội trợ
thì cô mình phải lao động, đừng có làm việc quá sức, chứ mà nhàn rồi quá cũng chán. Cô nói thật, nhàn quá rồi là không biết đi đâu, không biết làm gì thì coi tivi thì nằm, nằm thôi lại muốn ngủ. Cô nói thật là phát ốm ấy, cho nên là làm có như mình tập thể dục lao động đúng không? Hôm nay thì cảm ơn cô với lại em đến tham gia chương trình. Những câu chuyện chia sẻ thế này cũng sẽ có những cái nhân vật nó nằm ở trong cái giống như gia đình mình vậy, sẽ rút kinh nghiệm hơn để hoàn thiện tốt hơn. Chúc hai mẹ con thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Những hôm nào mình xem TV mình nhìn cái hình nhớ đó tham gia chương trình ha. Dạ, gửi tặng cô và em. Tôi năm nay 54 tuổi, hiện đang gọi là trông cháu rồi đi ca múa hát. Mình có mấy cháu? Con thì có một trai một gái, còn cháu thì được hai nội hai ngoại. Chúc mừng nha. Được ạ. Xin mời cô dâu. Em tên là Trần Thị Cúc, năm nay em 30 tuổi. Em làm kế toán ở quận 12 ạ. Hình như em hơi căng thẳng chút xíu, thoải mái lên nào. Hôm nay ngồi gần mẹ chồng căng thẳng quá đó. Đây là một cuộc chia sẻ có thể nói là rất là thoải mái. Có gì thì anh xin lỗi mẹ em trước giùm cho, đừng có lo gì hết trơn á. Xin lỗi trước. Đầu tiên thì chúng ta giới thiệu chút xíu về lần đầu tiên mẹ chồng và nàng dâu gặp trong trường hợp như thế nào. Cũng vô tình ấy, con trai gọi điện về bảo mẹ ơi, mẹ sang bên phòng số 8 nhà cô Hoa đấy, sang con bé đấy nó bị sốt cao lắm mẹ, có gì mẹ sang mẹ mang nó về bên nhà mình ấy dù nó xem sao, một mình nó làm ở đấy. Là con trai gọi điện, con trai gọi điện thế. Dạ. Xong cũng nghĩ bảo ồ thế bé này nó là thế nào mà tự nhiên thì bảo mẹ sang mang về bên này chăm biết sao, không bảo mẹ cứ chăm đi, đấy là cái đứa bạn gái của mẹ của bạn con ấy. Trời ơi, tự nhiên hả, con bé gái của bạn mày mà tự nhiên mày bảo mẹ là đi sang mang nó về bên này thì kỳ. Mà thôi mẹ cứ làm đi, tự nhiên làm phước mà. Còn gì con trai giấu mà không cho giấu biết đó. Không biết. Ừ. Thế xong mãi sau về thì ngày 1, ngày 2 nó bắt đầu nó nói. Mẹ con thấy là con chuẩn bị con quen nó. Con đấy mẹ thấy được không? Lúc giờ nó đang thấy sốt. Đẹp không? Cũng bình thường thôi, cũng đẹp. Nhưng mà mặt mũi đầy đặn phúc hậu. Như thế nó được cùng quê ngoài Bắc nữa. Nhỏ này nếu mà thực sự quen thì cũng được. Cũng có ấn tượng đầu tiên ha. Đúng rồi. Còn với chị, bạn chị nói là mẹ sẽ qua thăm chị, thì tâm lý của chị như thế nào? Thì đầu tiên em cũng thấy hồi hộp, tại vì đã sang nhà lần nào đâu giờ tự nhiên kêu sang ngại lắm, không chịu sang. Sau cô kêu là thôi đi về thì có chú truyền nước cho á, cứ ngại cứ ngập ngừng không chịu đi. Thế mà sau anh Thông lại điện nữa kêu giờ mẹ sang ấy thì cứ đi sang thì xem bố xem truyền nước cho thì cho nó đỡ. Thế thì sang thì thấy đầu tiên nhìn thấy mẹ thì mau mau miệng chết rồi, không biết là thế này sau này nếu các về làm dâu biết như thế nào, chú cũng lo khó nói chuyện. Ồ vậy hả, nhưng mà trước đó chị có nghe chồng của chị nói về dạ mẹ không? Không nghe, tại vì cũng mới quen được có hơn 2-3 tháng à, thì chưa cũng chưa có nói được. Dạ. Đó là ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau ha. Dạ. Bây giờ cái câu chuyện mà những cái ngày bệnh mình ở nhà của ba mẹ chồng tương lai đó, nó có gì ấn tượng không, có lo lắng gì không? Cái ngày đầu thì rất là lo, nhưng mà cái mẹ tâm lý á, nên là thấy nó yên tâm. Có bị mẹ mắng lần nào không? Có, cũng hay mắng. Mà mẹ có khó không? Cũng khó, nhưng mà tại vì em biết tính của mẹ nên em biết đường em lựa. Hay quá vậy. Đây là nhiều khi không khó với mình được. Ủa sao cái kinh nghiệm đó sao? Kể cho Lê Lộc nghe để sau này. Em làm vốn chị. Thì dễ lắm. Điều một thì mẹ luôn đúng, điều 200 lại điều một. Là lúc nào mẹ cũng đúng. Dạ, mình làm đúng nhưng mẹ cứ bảo là do con này làm đó, nhưng mà kệ, đúng được sai nhưng không nói, không cãi. Ôi hay vậy. Hay vậy ta? Nhịn. Có bao giờ mà mẹ mắng con mà mẹ thấy rằng mình mắng sai không? Nhiều lúc nóng lên ấy mà thấy bừa bãi lộn xộn nên nó mắng luôn. Mắng luôn nhưng mà cũng nghĩ bảo là con mình mà tự nhiên nên mắng thì cũng tội nghiệp, xong lại làm hòa. Bao lâu thì mới suy nghĩ ra điều đó? Nhanh lắm. Mắng xong cái là quay lại là đã suy nghĩ rồi. Hay, cái này hay đây. Cũng có cái gì mà cô không thích con dâu không? Không thích cái là nó chân vương quá, ăn mặc cũng thấy quê quê. Cái tính mình cứ đi đâu ra khỏi nhà là phải có phong cách, phải lịch sự. Là không thích cái quê quê đó đúng rồi. Rồi cô con gái, có gì không thích không? Là không thích ở mẹ ấy à? Đúng rồi. Mẹ thứ nhất là mẹ nóng tính lắm, có gì là mẹ chửi luôn, là mẹ phang luôn. Với lại thứ hai là nói nhiều. Bạn bè không? Không, không chửi trước mặt bạn bè nhưng mà nói nhiều. Nóng tính. Nói nhiều. À. Lầm bầm. Cô có nhớ lần nào mà mình mắng xối xả con gái lần nào không? Mắng xối xả thì chưa có mắng. Lần nào mắng nhiều nhất? Thì chỉ có bữa một cái bán hàng thì mình thì phải nhanh chóng lấy cho khách hàng, nhưng mà nó cứ từ từ nó ra. Cũng mắng chỉ mắng nhỏ nhỏ đấy chứ không dám mắng to, sợ nó giận nên nó không làm cho. Mắng nhỏ nhỏ là sao đó? Trời ơi, đi sao chậm vậy? Mãi không được bước ra, người ta chờ quá trời. Ôi gì vậy, đâu có mắng đâu. Nó nhẹ nhàng quá mà. Gặp bà mẹ chồng này
quá là ok luôn vậy đó. Dễ thương luôn. Quá dễ thương đi bộ. Không, thực sự mình cũng cảm nhận mình dễ thương thật đấy. Đây là một trong những bà mẹ chồng quá là dễ thương rồi. Dạ đúng ạ. Vậy là chị có cái những cái khúc mắc gì đối với mẹ chồng mà không dám nói ra không? Dạ không ạ, có cái gì em cũng nói ạ. Có cái gì vui cũng kể, buồn cũng kể. Chứ mẹ đẻ không kể nhưng mà toàn kể mẹ chồng không ạ. Nên đừng có thấy là ngồi đây không dám nói mẹ nha. Đây mình nói thoải mái về nhau để có thể hiểu nhau, mình không có tô vẽ về nhau. Có những cái thứ cần nói thì cần nói. Ví dụ như có bao giờ hai mẹ con có mâu thuẫn nào mà nó căng thẳng lắm không? Hầu như nó chưa có bao giờ mà va chạm mà để giận đâu. Tức là có lẽ là mẹ chồng ở đây quá tốt nên ít có cái gì mâu thuẫn lớn xảy ra đúng không? Hầu như bà bạn bè mấy đứa nó đến thì mới đầu thì nó hỏi chắc bà lại ghê lắm ấy. Tại vì thấy cũng gớm lắm. Thế bạn bè đến là nó hay nói vậy. Thế nhưng mà nó cứ va chạm đến mấy lần thì nó lại thấy là bà này công nhận phải nói là biết điều. Mà thực sự biết điều thật. Nghĩ là hả, cái tuổi này nó sống đâu được nhiều nữa đâu. Mà tự nhiên mà mình già rồi mình để cho nó ghét là mình thất bại. Có thể nói mẹ chồng con dâu cũng hợp nhau nha. Dạ. Con dâu cũng chịu khó hy sinh vì mẹ mà mẹ chồng cũng chịu khó hy sinh vì con dâu. Dạ. Thôi bây giờ thế này, chúng ta sẽ nghe một chút xíu cái suy nghĩ của chàng trai, tức là chồng của em và con ruột của cô. Những cái việc lặt vặt nhỏ thôi, chủ yếu là việc về gia đình, những cái việc ăn uống đồ này, mua sắm đồ này đó. Thích bông hoa trắng, thích màu đỏ, thích màu tím. Mỗi người một gu, rất thẳng tính. Chửi khóc thôi, chửi khóc thôi. Vài lần đấy, phải 5-7 lần gì đó. Nói chung bảo không thích bà, tính bà ghê gớm. Bảo là nếu mà mình chấp nhận quen nhau thì phải chấp nhận cả tính của bà già thôi. Chứ làm sao, mình làm sao mà bảo bà thay đổi theo tính mình, làm sao là đồng ý đó. Bà thì rất nóng tính. Tất cả mọi thứ là đồng ý hay không đồng ý nó cũng phải ý kiến trước. Toàn bộ là theo ý của bà. Bà thích hoa nhiều là mọi người phải thích theo bà này. Bà thích Facebook, mọi người cũng phải tạo Facebook cho bà. Bà thích đi hát, mọi người cũng phải ủng hộ bà này. Bà thích quay phim cũng mọi người ủng hộ này. Xem xong cái người con trai mới nói nãy giờ là đúng là cô con dâu giấu. Mẹ chồng đã chửi mấy lần ngồi khóc mà bây giờ không dám kể cho tôi nghe ha. Bây giờ mình nói cái chuyện nè, mẹ chồng chửi sao khóc nè. Khóc là không phải là khóc ở trước mặt mẹ. Lên trên phòng á, có hai vợ chồng thì lên mới chảy nước mắt. Còn bình thường hay trước mặt mẹ không bao giờ khóc đâu. Thì mẹ bao giờ có biết đâu, bây giờ bữa nay nói cho mẹ biết nè. Lúc đó khóc như thế nào, ấm ức thế nào, tại sao lại khóc? Bị oan á, bị oan thì mới khóc chứ không oan thì không khóc đâu. Bị oan thì sao? Đâu có ngại, đừng có ngại. Hồi nãy anh đã xin phép mẹ rồi. Làm hôm nay mình chia sẻ thoải mái để mình rút kinh nghiệm thôi chứ không có gì chứ á. Cho phép không cô? Cho phép. Có cho máy. Cho phép mà mặt cô nó cho phép. Mặt hơi căng đi xíu. Thôi. Đâu mình động viên cho con gái nói đi. Không thì thường thì chỉ có bị oan cái mình không làm nhưng mà mẹ cứ bảo mình làm thì mình mới ức thôi. Lúc em khóc đêm suy nghĩ gì? Em kể với chồng em kêu này rõ ràng không làm cái này mà bà già cứ kêu là em làm cái này. Thế là em chưa nước mắt cái dòng chảy ra thôi. Nhưng mà trước mặt mẹ không bao giờ khóc hay là tỏ thái độ này kia. Đấy, thấy chưa? Nói chứ sau lưng vẫn có mẹ chồng gớm lắm đó. Nói chung là mẹ chồng cũng phải gớm một chút thì nó mới vào lề lép rồi. Tại vì nếu mình buông thả quá mà theo con dâu mới thời đại này thì thực sự là nó sẽ chỉ đạo mình. Thế nên là mình dễ thật nhưng mình cũng phải trong một cái hạn chế để mình điều khiển nó. Chứ để sao nó điều khiển mình được. Ví dụ gặp một cô dâu điều khiển cô thì sao? Phải chừng trị thôi. Gớm nha. Gớm lắm. Hôm đó nhớ cô chửi sao mà con dâu khóc. Cũng không phải là chửi, chứ nghĩa là chỉ áp đặt là nó thôi. Thành ra nó không có khóc ở đấy mà nó định lên phòng nó nói với chồng nó xong nó khóc ở trên đấy đâu biết đâu. Đúng rồi. Cô chỉ nói nho nhỏ thôi mà em dám lên phòng em nói là mẹ chửi em khóc. Hai đứa nó tâm sự nhau mình đâu biết. Cái đó là oan cho mẹ chồng. Đúng, nữa. Đến bây giờ chồng nó nói ra mình mới biết. Đúng rồi. Tức không? Tức không? Thì đúng rồi, về lại phải nói với nó thôi. Quả này là chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Cô định làm gì ảnh vậy? Cô thì tính về là cô gọi ra xong cô cũng nói là những cái đấy như thế là trực tiếp không phải nói thế đâu được. Hay là mẹ lại nói thế này nọ kia để cho cái cúc có buồn này khác. Tại sao không nói chuyện trực tiếp với mẹ chồng? Thì nói với chồng trước để cho chồng tìm hiểu tình hình đã, xong rồi là chồng nói chuyện mẹ hay chuyện chứ mà tự nhiên nói ra cũng chưa. Cũng không dám nói đúng không? Đúng rồi, cũng chưa thấy nói được. Nếu như mà con dâu trực tiếp dám nói những điều đó với mẹ chồng, nói mẹ ơi con không có làm như vậy, nhưng mẹ nói con vậy con rất là oan, thì mẹ sẽ xử lý thế nào? Cũng có một lần nó nói trực tiếp, thế nhưng mà bảo là chứ không làm thôi, nên lần sau mà đấy thì mẹ không có nói nữa. Thì lúc đấy mình cũng biết mình sai, thì lại gọi bảo là cô ơi làm dùng cái này tí hay nọ lại phải hòa đồng trước nó. Chị, em nghĩ là chị nên chia sẻ với mẹ chị nhiều hơn, chứ lên phòng mà khóc mình vậy là mình giữ trong lòng mình rồi. Tại vì em sống nội tâm. Nhưng đôi khi nội tâm càng ngày nó càng dồn nén đó, rồi đến lúc nào đó ta gọi là tức nước vỡ bờ thì nó lại càng căng hơn nữa.
Không, em sẽ không để cái gì mà giận quá một tiếng. Tại vì nếu như mình mà cứ giận như vậy mà mẹ thấy mình giận mình buồn á, là mẹ cũng buồn, âm ra tổ cuộc sống gia đình nó áp lực lắm. Nên là nhiều khi rõ ràng mình buồn thật nhưng mà mình phải làm sao cho nó mẹ cũng vui mà mình cũng vui, chứ không có được tỏ cái thái độ này kia. Hôm nay thì chúng ta có tiếp xúc với cặp mẹ chồng con dâu khá đồng điệu với nhau, có thể nói là hy sinh về nhau để cho trong gia đình nó êm ấm ha. À, dạ bác, bây giờ con sẽ mời bác xem cái clip nói về mong muốn của người chồng đối với mẹ và người vợ của mình trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này. Mẹ ơi, mong muốn là mẹ sau này thì hạ hỏa đi một tí, lắng nghe mọi người, gia đình lúc nào cũng là ủng hộ mẹ. Nói chung mà mẹ mà cứ vui vẻ, hạnh phúc là nói chung mọi thứ là đều ok hết. Vợ thì rất mong vợ là hiểu ý của mẹ, chăm sóc những lúc mà ốm đau. Anh thì rất yêu vợ. Nói diễn tả này khó quá. Đó là cái mong muốn thay đổi của người trong cuộc. Vì thì đầu tiên mong muốn của mẹ chồng như thế nào? Muốn con dâu thay đổi là sao nhanh nhẹn hơn chút nữa này, rồi hiểu mẹ hơn chút nữa để cho nó thoải mái vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi. Có gì hơn nữa? Hơn là hả, muốn là con lại là phấn đấu lên các cái công việc cao hơn nữa để làm nhiều tiền, vậy là mẹ thấy hạnh phúc. Hôm nay thì trước mặt mọi người đó, em muốn nói lời gì với mẹ chồng của mình hay không? Dạ, em muốn nói với mẹ là con mong mẹ thứ nhất là khỏe để chăm sóc bố con với lại các cháu. Thứ hai là hạ hỏa, bớt nóng. Hai mẹ con có thể ôm chặt lấy nhau để thể hiện tình cảm nào. Mẹ có dặn gì con dâu không? Dặn con dâu là sao ở trong gia đình đoàn kết rồi tình cảm với bố mẹ, rồi hả, ra ngoài xã hội là làm sao phấn đấu hơn người vậy. Nói chung là trong thời gian làm dâu 5 năm thì có nhiều cái hài lòng và không hài lòng. Nhưng mà con cố gắng là trong giai đoạn sắp tới con sẽ cố gắng là thứ nhất là hoàn thiện bản thân hơn, chăm lo cho gia đình tốt hơn. Mẹ có đồng ý với những chia sẻ của con dâu không? Đồng ý. Thôi mẹ nào. Ngày đầu tiên thì con trai dẫn về không ưng, chỉ biết là bạn thôi, nhưng mà không biết là như nào, nhưng mà vẫn biết là vậy, không ưng bà nội, bà mẹ chồng không ưng. Ủa, ghét lắm mà nó đi vào trong nhà cái đi ra đi vào chào bác không trả lời. Trời đất vậy luôn hả cô? Có xinh đẹp dễ thương vậy mà lúc ấy không ưng. Thành cái cách ăn mặc của nó là kiểu như thanh niên nó mà ăn mặc không, mình cũng đã không thấy ưng rồi. Sao ở hàng rất xinh luôn cô, rất tùm lum đúng không? Thế xong bắt đầu chồng nó mời bạn bè đến nhậu á, xong vào rửa chén, trời ơi nhìn mà ghét. Cái rửa chén mà cũng ghét nữa. Có rửa có ra gì như kiểu lóng có rửa bây giờ chén nhiều, lấy nó chén không biết rửa nó không biết rửa ghét thêm nó cứ làm cái gì nó ghét thêm. Thế nhưng mà cũng 7 năm yêu 7 năm nhưng mà ông vẫn không ưng đó, sao mà ghét dữ mẹ. Thì nhìn thấy nó không có một cái cảm tình gì thì nó ghét thôi. Ghét không có lý do không? Không lý do, nhưng mà nhìn trước tiên đấy là nhìn thấy là nó gầy, nó kiểu như lòng thong ấy. Tôi tên là Đặng Thị Thanh, năm nay 56 tuổi, đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Dạ, em tên là Vòng Phối Phối, em năm nay 18 tuổi. 18 tuổi em hả? Ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Nghe cái tên là Vòng Phối Phối. Em người Hoa. 18 tuổi, lấy chồng sớm làm gì? Để lời ru thêm buồn. Anh ơi, anh không được đâu, bỏ cái từ buồn ra nè. Con xạo á. Chứ duy số 28 tuổi. Con xạo. Con xạo thích. Đây, lâu lâu xạo giúp cho nó vui. Dạ. Phối phối. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu thì mẹ chồng thấy thế nào? Ngày đầu tiên thì con trai dẫn về không ưng, chỉ biết là bạn thôi, nhưng mà không biết là như nào, nhưng mà vẫn biết là vậy, không ưng bà nội, bà mẹ chồng không ưng. Ủa, ghét sao, lắm sao không? Mà nó đi vào trong nhà cái đi ra đi vào chào bác không trả lời. Trời đất vậy luôn hả cô? Có xinh đẹp dễ thương vậy mà lúc ấy không có ưng. Ghét thì cách ăn mặc của nó là kiểu như thanh niên nó mà ăn mặc không, mình cũng đã không thấy ưng rồi. Sao ở hàng rất xinh luôn cô, rất cứu tùm lum đúng không? Thế xong bắt đầu chồng nó mời bạn bè đến nhậu á, xong vào rửa chén, trời ơi nhìn mà ghét.
Cô rửa chén mà cũng ghét nữa. Có rửa có ra gì như kiểu lóng ngóng có rửa bao giờ đâu. Chén nó lấy nó chén không biết rửa. Nó không biết rửa. Ghét thêm nó biết làm cái gì nó ghét thêm. Thế nhưng mà cũng 7 năm, yêu 7 năm nhưng mà ông vẫn không ưng. Kỳ lạ rồi. Ghét xong bảo là không biết làm sao mà nhà thì có bốn chị em, chị lớn rồi đến chồng nó, rồi hai bà cô nữa mà không biết làm sao dụ được hai người. Hai bà cô hỏi mẹ có ưng chị Phối không? Chị Phối được không? Mẹ không thích. Nó ghét lắm. Cái thằng em họ á mà nó hay chơi với chồng nó, em họ nhá, nó hỏi bác ơi bác, chị Phối, bác có thích chị Phối không? Không, tao không thích, tao ghét lắm. Lúc nào cũng vậy, nó hỏi hoài. Thế nhưng mà vẫn ghét. Càng hỏi càng ghét. Càng hỏi càng ghét. Yêu 7 năm cũng ghét. Cả nhà mình chịu rồi mà cũng muốn mình mẹ lại khó quá. Đấy nhưng mà lúc ấy mình kệ nó rồi. Chắc là mẹ thấy mặc đồ tắm gì mẹ mới ghét. Dạ. Chứ tới nhà mẹ, tới nhà. Đồ cọc quá đúng không? Đồ cọc là xác luôn rồi đó, xác xác rồi ria ria rồi kim lúm đúng không? Nó ngắn lên đây này, đến nhà lẫy để dài dài. Đâu, lúc là đầu tiên là em mặc đồ dài mà về chắc về sau như thế nào mặc nhiều lần luôn. Đó là mẹ nhớ nhắc luôn rồi nhiều lần luôn kìa. Rồi bây giờ em nè, ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng như thế nào rồi, biết mẹ chồng ghét mình không? Lúc mà em quen bạn trai em á là quen cũng lâu rồi mà kêu về ra mắt em cũng ngại, em sợ tại vì văn hóa của em khác, giống như nhà em người Nam. Rồi bên mẹ chồng em là nhà chồng là người Bắc. Em sợ người Bắc lắm tại nghe tiếng là người Bắc khó tính. Đâu có đâu, người nào cũng vậy, có người này người kia. Chứ mình cứ nghĩ về hoài tội nghiệp người ta. Rồi em tới ăn cơm với gia đình á, lúc đó em ăn rồi không dám nói chuyện thì bác họ thưa chuyện với bố chồng. Có mẹ chồng là kiểu ít nói lắm, lúc em sợ lắm tại vì không dám nói chuyện với ai hết á. Nhà chồng em là người Bắc khác, cái văn hóa của em là giống nhà em là ăn cơm mỗi người bới tô ăn, không có ăn chung với ai hết á. Ăn cơm xong mỗi người bới tô, đang ngồi phòng khách coi tivi ăn xong rồi đem đi rửa. Còn đây là mẹ chồng em là bên người Bắc là cơm á là để hết lên bàn, giọt quá trời chén đổ ra luôn. Là lần đầu tiên tới là em bị ngộp, em thấy vậy em bị sợ, kiểu như là nó khác văn hóa của mình quá, tự nhiên ngồi đâu rồi mỗi người một cái đũa riêng, không được gắp chung. Giống như em thoải mái ở gắp như bới như tô, cái xong mình đem lên ngồi ăn, vừa ăn vừa coi phim. Đũa mà để gắp đồ ăn á? Dạ, mỗi người một cái đũa riêng, cho nên đũa chén được bày hết quá trời luôn. À, đũa gắp đồ ăn là riêng, còn đũa để mình ăn chén của mình là riêng nữa. Đó là vệ sinh đó, tuy gia đình nhưng mà cái môi mà múc canh á là múc vô mình ăn chén đũa muỗng của mình. Dạ. Như mình múc á là phải múc chứ không phải mình là cứ thọt cái đũa của mình vô. Dạ, đúng rồi. Cho không phải an toàn thực phẩm trong mỗi gia đình mà cái này cần phát huy. Lúc đó là tại vì nhà con là mỗi một tô là nó nhanh lắm, ăn cơm là chồng khều khều không à, tại vì ý là phải gắp ăn đũa riêng. Con không có lòng đầu tiên thì con không quen biết rồi. Mình quen rồi, cứ lụm thôi, cứ vô rồi thôi. Đúng rồi, phải mời, dành bên nhà con này không có mời. Ừ. Là cái văn hóa nó khác nhau. Là con có mời tới nhà đây thì con phải mời. Sao? Con mời, mình bác ăn cơm, con mời hết từng người luôn. Có bao nhiêu người mời hết luôn? À, dạ, con mời bác trai, dạ con mời bác gái, dạ mời anh hai, không mời chị hai. Dạ, con mời bác trai ăn cơm. Thế mời gì? Đúng rồi. Dạ con mời bác trai ăn cơm, mời bác gái ăn cơm, anh hai ăn cơm, mời chị hai ăn cơm, mời anh ba ăn cơm, mời chị ba ăn cơm, mời ngồi cái hết giờ luôn, cơm nguội luôn. Thật ra là cái đó nó không đến mức như thế. Đúng rồi. Nhưng mà này mình minh họa cho nó hơi quá chút thôi. Tội nghiệp cô dâu ha. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu từ cái lúc ghét đó rồi 7 năm mới cưới hay sao, hay là cưới bao nhiêu năm thì cưới? 7 năm mới cưới. À, vậy là bây giờ mình về mình ở chung với nhau được bao lâu rồi em ha? Gần 2 năm rồi chị. Hơn 2 năm. Một chút rồi thôi. Con năm nay con bây giờ đã hơn 1 tuổi rồi. À, con trai hay con gái? Con gái. À, 1 tuổi rồi hả? Vậy là 2 năm vừa qua thì nó làm dâu được không? Nó có biết làm gì được. Nuôi con biết nuôi. Đưa mẹ đẻ đến nuôi con dùng. Nó chỉ có biết xanh như vậy. Biết xanh thôi vậy đó mẹ. Cái này chắc không binh được rồi. Cái này căng quá, em thấy hơi căng quá. Là hai bà xu ở chung nhà hai luôn. Hai bà xu ở chung nhau nhưng mà chưa bao giờ cãi lộn nhau, cười không à. À. Rồi nó có nấu cơm, nấu nước rồi giặt. Không, không có làm gì hết, nhà có người giúp việc. Sao em? Nghe mẹ nói vậy em nghĩ sao? Thì cũng là nó vậy thiệt. Tại vì hồi xưa là lúc mà chưa dịch đó là công việc của em mà cũng hai với chồng hay đi ra ngoài suốt vậy đó. Nhiều khi về là cũng đâu có thời gian đâu nấu. Cho nên lúc mới về rồi hay kiểu thể hiện rồi cũng hai vợ chồng chở đi chợ. Về làm này làm kia cho mọi người ăn rồi tổ chức ăn cơm rồi mua này mua kia về làm nấu lên vậy đó. Nhưng mà về sau mấy chị em vào làm chứ không phải nó làm. Nhà. Cũng hồi xưa là mẹ em nấu hết nhà, không có cho làm gì hết á.
cứ ăn cơm mà bê lên tận giường em ăn. Em ăn xong em để đó rồi mẹ em dọn đi luôn, cho nên cứ thành thói quen rồi. Cái về đây là cũng sợ phải học hay này hay kia để nấu. Mà nói chung là chồng em nấu ăn giỏi. Rồi chị chồng là em, mấy đứa em chồng nó cũng xuống phụ không mà. Nhưng con mình đứng trong bếp không biết làm gì, tại ăn cũng làm hết trơn rồi. Giờ mình đứng mình lúng túng thì cho thôi mọi người cứ làm đi. Mọi người làm rồi lại gia đình làm chứ. Dạ. Nó muốn làm mà tại không cho nó làm thôi. Thôi thôi chứ lấy vô mình dành làm. Không, ăn nhiều khi tại gia đình cũng phải vô dành làm chứ. Có dành không? Em dành rửa chén. Dành nhưng mà không có. Không bao giờ bực nó la nó. Chưa bao giờ la. Ghét nó thật nhưng chưa bao giờ la mẹ. Ủa nhưng mà lúc đó con biết là lúc con về làm dâu rồi con biết mẹ con vẫn còn ghét con không? Không, lúc đó không có nói. Không có nói, cứ im im. Không nói gì nữa hết ấy. Lúc đó không có nói, về sau thân rồi mẹ mới nói, lúc đầu mẹ không thích, mẹ ghét vậy. Về sợ rồi, tiếp xúc rồi mẹ thấy kiểu tình cảm nó nhiều hơn. Rồi con có nói, hỏi mẹ con là lý do gì mẹ ghét con không? Hỏi mẹ cũng kêu là thích thì ghét vậy đó, nhìn thấy không thích là ghét. Thích thì ghét thôi. Lạ nhỉ. Mình có một kỷ niệm nào đó mà xúc động giữa hai mẹ con không? Không có cái gì cả. Không có đụng một cái gì hết. Có mỗi là nó sanh về là bế nó lên trên đầu ba. Bà nội á là... Ôi bế à? Dạ. Là lúc em mới sanh, em sanh thường. Là lúc nhà em đang sửa lại phải đi từ dưới hầm lên. Mà đi hầm lên là lên lầu ba là bốn cái cầu thang, bốn bậc. Sợ đi không được tại vì mới sinh xong về. Đi được không? Thôi để mẹ bế lên. Mẹ bế một từ dưới tầng hầm lên tới lầu ba luôn. Mà chồng em bé còn chắc không biết chưa nổi chưa. Mẹ chồng em khỏe lắm. Có bao giờ á mà gọi là mẹ chồng chăm sóc cô dâu cái gì ngoài chuyện ẵm con lên lầu không? Bà ngoại chăm hết rồi. Ngoại chăm hết hả? Được cái nhà em tâm nhà tâm lý lắm. Bố chồng với mẹ chồng nói là tại giờ mình mới sanh lần đầu tiên không có kinh nghiệm, mà giờ giúp việc thì cũng không có kinh, cũng không có yên tâm, nhà thì kỹ nữa, thì thôi cho mẹ về mẹ gần gũi hơn. Bà ngoại quá. Sợ. Bà ngoại quá. Bây giờ thì em phải chia rẽ mẹ chồng nàng dâu ra. Bây giờ mời con dâu qua bên đây. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau những cái chuyện mà rồi, em ngồi đây nha. Hồi nãy chị có nghe mẹ nói là trong cái quá trình mẹ mới sinh xong là phải kiêng cử là không có được ở lạnh này kia. Rồi sao mà mẹ nói mẹ không nghe vậy? Không có nghe. Là trong phòng em mà lúc nào cũng em mở 24-25 độ thôi, làm phòng mát mát rồi. Mỗi lần mẹ vô phòng em thấy phòng em là cứ mở lên 30 độ luôn. Lấy nón, lấy vớ, chùm kính quấn em bé lại như là một cái cục vậy, như một cái cục vậy đó. Mà em thì kiểu hiện đại hơn, mà em có tìm hiểu trên mạng rồi đi khám, bác sĩ cũng kêu là cho nó thoải mái. Nhiệt độ con nít bây giờ nó tăng cao hơn mình mà, cho nên cứ để cho nó mát rồi đừng có bao tay bao chân nó nhiều quá. Mà mỗi lần mẹ chồng vô, mẹ chồng cứ bao tay bao chân, đội nón vô. Thế rồi em cũng để cho làm xong mình mẹ đi ra là em tháo hết trơn. Trời, dễ luôn á. Dạ. Rồi cái tháo hết đồ của con ra luôn. Khi nào mẹ gần lên là lại mặc vô lại. Sao biết được mẹ chừng nào mẹ lớn? Em có camera. Thôi rồi, thiệt luôn, vậy luôn hả? Dạ. Giống như là đối phó mẹ chồng vậy. Dạ, tại cho mẹ vui, tại chị chồng em cũng tâm lý lắm. Chị chồng em cũng nói là giờ con của mình muốn chăm theo cách của mình. Nhưng mà nhiều khi mẹ là kiểu thời xưa mẹ muốn cũng chăm sóc, cũng lo lắng cháu theo kiểu khác. Trước mặt mẹ thì dạ, mặc vô, xong tí mẹ ra thì em tháo ra hết. Rồi cái chuyện này mẹ có biết không hay là bữa nay lên chương trình mẹ mới biết? Dạ không biết. Rồi ngồi bên kia là thế rồi đó, chết rồi đó. Bữa nay về là thế nào cũng ghét nữa cho con à. Trong cái quá trình mà mình làm dâu của mẹ đó, em có một kỷ niệm nào mà nó đáng nhớ không? Hay là hai mẹ con là đó giờ là chưa có cãi lộn với nhau lần nào đúng không? Dạ. Nhưng mà có cái hiểu lầm nào không? Dạ không, mẹ em vô tư lắm, kiểu như ai mà không hiểu tính nghe nói vậy là thấy buồn. Mà kiểu em ở lít rồi quen rồi, không quen em nói cái gì thôi, cái xong ngày mai mẹ em lại không nghĩ hết. Mẹ chồng hay nói chuyện với em lắm, giống như em bực mình chồng em gì là em ngồi nói chuyện với mẹ. Em kể hết. Dạ, em kể hết mẹ em nghe em đỡ bực. Cũng kiểu mẹ hôm nay ăn như vậy sao, em kể hết mẹ nghe. Rồi chồng đi chơi đâu em mẹ mét mẹ em. Rồi hết. Những cái lúc mà mét mẹ như vậy rồi mẹ bên em hay là bên chồng? Mẹ bên em. Mẹ nói là thôi bây giờ để em nói nó bớt đi lại đi con cái này kia rồi. Với mẹ em được cái là chồng đi đâu bắt đi theo đó vậy đó. Chồng đi đâu phải đi theo, vợ phải đi theo đó. Còn chỉ là bây giờ không đi theo là mất chồng á, nghe chưa? Còn chỉ vậy, vậy luôn sợ vậy, sợ đi ra. Mẹ rồi, nói rồi ví dụ như chồng em đi nhậu có không lẽ mẹ chồng cũng kêu là đi nhậu theo với chồng luôn. Em đi nhậu theo chồng luôn. Rồi vậy luôn. Dạ. Chứ hồi trước là em ở nhà không đi á, xong đi. Không đi giờ ra ngoài nó nhậu nhẹt rồi bạn bè rồi kiểu thái vú rồi mất công lắm, nó phải đi. Lần sau là phải đi chung, không được để chồng đi một mình nhá. Đẻ mới đẻ xong được 3 tháng mấy, chồng đi công tác đi đâu á, đi theo đi để con ở nhà hai bà chăm. Cứ đi đi. Rồi đi luôn, cho đi hết vậy đó. À, cũng hay ha, mẹ chồng rất là tâm lý luôn á. Tâm lý cái gì? Dạ. Bây giờ tôi hỏi bên đây nè, là làm gì nó hay giấu mẹ chồng, không cho mẹ chồng biết. Được không? Mẹ chồng biết không?
Biết hết. Nói không, không nói cho nó biết thôi, nhưng biết hết. Biết hết hả? Nên nói cả mẹ đẻ thì hai mẹ con nó không nghe. Nhưng mà không nghe thôi kệ. Hình như là con bé nó hơi bướng đúng không? Đúng không? Bướng, bướng thì bướng lắm. Có khi nào mẹ chồng bực quá bởi vì cái bướng của nó? Không, nó bướng thì bướng nhưng mình tự mình phải là cho nó một khuôn khổ nhẹ nhàng dần dần. Chứ mình không phải bướng mà mình la mình chửi nó. Nó không vô khuôn khổ thì sao? Phải vào khuôn khổ. Nãy nói là mẹ cưng con trai nhiều hơn. Có lần làm dâu buồn luôn đó. Không, không bao giờ làm dâu buồn, không. Nhiều khi nó buồn mà mẹ chồng không biết đó. Không, không làm cho nó buồn nên nó có buồn với chồng nó thôi. Buồn với chồng nó mình biết chứ. Trai đi nhậu rồi kêu con dâu đi theo làm gì? Đi theo nó bảo vệ chồng nó. Đáng lẽ chồng nó phải bảo vệ nó chứ. Không, đi nhậu rồi say xỉn có vợ bên cạnh nó đỡ. Đây đây anh Linh, anh Linh đây đây, nghe nghe cô dâu bên đây nói nè, sao chồng của em như em bé phải không? Không, ý là mẹ em coi nhiều khi có câu nói mẹ chồng em thì giờ chững chạc trong nhà lắm, nhưng mà mỗi lần nghe mẹ nói như là kiểu là em bé vậy đó. Sao con phải lo chồng ăn đúng giờ, đừng bỏ cái lạnh, họ lạnh quá chồng bị xoang rồi, họ phải cho đừng cho nó uống cái này, đừng cho uống cái kia, mà chồng em lớn rồi đâu em đâu em không cho đâu được. Đúng rồi, nhiều khi mình quản đâu được mấy cái chuyện đó. Dạ, mấy cái kiểu là con đừng cho nó nhậu nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe lắm, mà chồng em thích đi nhậu em còn em muốn ở nhà cũng được. Có lớn như cỡ nào thì cũng là con của ba mẹ thôi, cho nên mấy cái đó thì không sao, em thấy cũng mắc cười. Tức là mẹ chồng á là muốn con dâu mình phải chăm chồng của nó. Đúng rồi. Giống như là mình chăm ngày xưa vậy đúng không? Chồng của nó giống như mình thương con của mình vậy đó. Mình huấn luyện nó chăm sóc cho chồng. Rồi trong nhà nó mới êm. Trong ấm ngoài êm, trên thuận mới dưới mới hòa. Nó phải thương chồng, nó chăm cho chồng nó thì mới êm. Đúng rồi. Có bao giờ vậy chứ, có bao giờ mẹ nhắc con trai của mẹ là con phải chăm vợ, con phải lo cho vợ con này kia không? Thế vợ chồng nó phải lo chứ mình nhắc làm gì? Không có nhắc. Không, vậy cái đấy không có nhắc. Vậy sao mình nhắc vợ nó phải lo cho thì, nó? Thì vợ chồng thì quan trọng người vợ mà. Trong gia đình có êm hay không là do người vợ. Chỉ nhắc vợ thôi, khỏi nhắc chồng. Thì nhắc vợ là được rồi. Rồi cái chuyện mà con dâu nó chăm cháu của mình nó được không? Thì mẹ chồng, mẹ vợ chăm rồi. Chăm hết. Mẹ vợ chăm hết. Mà nó có theo mẹ nó mấy đâu. Bây giờ bảo thôi cho nó ở về phòng đi, nó còn quen dần, dạo này thì thấy con nó mới gần gần nó. Còn mà bây giờ vẫn làm bà ngoại là nó vẫn theo bà ngoại nhất. Vậy là hiểu rồi ha. Thôi bây giờ là thôi mẹ con về đây đi. Cái mẹ không nói thôi, để cho từ từ nó sửa. Thấy chưa, con nghe mẹ nói chưa? Mẹ không nói thôi chứ gì mẹ cũng biết hết trơn. Có bao giờ nằm tâm sự với mẹ? Có, nói nhiều lắm, mỗi lần chồng đi nhậu là nói chuyện mẹ không à. Đây là một cô gái hiện đại, mình rất là giỏi ngoài xã hội, mình giỏi ngoài xã hội, mình là kiếm tiền, mình kinh doanh này kia, nhưng mà về nhà thì mình mệt quá rồi, hơi đau lo mấy chuyện đó đúng không? Chú Quỳnh Linh ạ, dạ. Giỏi gì thì giỏi, phải biết cách sống. Dạ. Cách sống là trên hết, biết đối nhân xử thế, hài hòa trong gia đình. Hay quá. Dạ. Nhưng mà mẹ chồng là sống tại vì sống mình làm gương cho nó theo. Dạ. Thì mình phải sống như nào, cái gì mình cũng chấp nó. Mình chỉ nó dần dần. Bây giờ hôm nọ mới nói là con thỉnh thoảng con xuống có khách thì con phải xuống, con mình như này kia. Thế con xuống con chẳng biết cái gì. Đấy. Là mình không ấy, mình cũng phải ở sốt sáng mình chỉ cho người ta làm này làm kia. Nhưng mà mình cũng phải làm những cái món này món kia, mình học dần dần dần. Bây giờ nhá, trước đây á thì như vậy thôi, nhưng bây giờ con á, mẹ con nuôi con cho con như vậy, nhưng sau con phải học để con sẽ cầu trước bắt đầu cầu sau bắt đấy, dần dần chứ không phải mình bắt nó làm ngay một lúc. Nhớ nha Trâm. Dạ. Yeah. Cầu trước bắt sau, cầu sau bắt y vậy nha. Sống trong cùng một cái gia đình thì bây giờ là con của mình là tính hết như thế nào là mình biết hết rồi. Vậy thì cô có mong muốn là con dâu của mình nó thay đổi như thế nào không? Bây giờ con có cái như này nè, chưa nói ra này. Chưa nói nguy hiểm là gì? Tính của nó rất là nóng lắm ấy. Có một lần chồng nó đi nhậu, nó làm rầm luôn. Mẹ nó nói không được. Thế là mẹ chồng phải lên tiếng xoa dịu đi. Cái lúc đó mới biết là nó dữ. Đập đồ đúng không? Nó nóng lắm, không có đập đồ nhưng mà cái miệng nó hét ấy. Nó nóng tính. Bây giờ mẹ chồng chỉ muốn là nó thay đổi cái tính nết, hài hòa. Đấy, đấy, nó là mỗi cái đó thôi. Cái tính nó rất là nóng. Với sau này cũng cái vụ đó thì bố lúc đó cũng lúc đó nha, bố nó điện thoại cho bà nội thì bảo bây giờ bố nó cũng thay đổi rồi, bây giờ nó nóng tính lắm, bây giờ nhờ bà nội. Thế là đến hôm ấy là nói đó thì mới biết được là tính nó nóng, nhà nó cũng nói với bà nội hết rồi, cũng từ đó mà ra. Thế nhưng mà bây giờ là thấy nó đỡ rồi, xinh đẹp, biết thay đổi rồi. Nhưng mà lý do tại sao mà lúc đó mà chồng đi nhậu, tại vì cũng đi nhậu thường xuyên đúng không,
Mà tại sao đợt đó? Lúc đó là em mới sanh. Mới sanh được có chưa tới 2 tháng nữa là chồng đi nhậu mà đi nhậu đi xa em không thích. Tại em kêu về rồi em không muốn cho đi vậy đó, nói nhỏ nhẹ em nghe mà cứ kiểu phải đi vậy đó. Cái đó em mới bực, em mới lâm sập lại lúc mình mới sanh đó mình. Mà lúc đó là có là chồng ở đó luôn phải không? Dạ chồng là đã đi rồi. Đi chồng rồi. Đi rồi. Ý là kiểu giờ mình ở nhà với con mà mình chồng đi vậy không chịu, thà ở nhà không làm cũng được. Không bé con không chơi tại vì nó còn nhỏ nó chưa biết chơi gì. Ở nhà cũng được, không cần phải làm hết mà tiện giờ đi mình không chịu. Lúc đó bất chấp là mẹ chồng mẹ ruột gì luôn đúng không? Dạ. Em gọi điện thoại cho chồng bây giờ em về không? Em la chùm vậy đó. Em la trong điện thoại cái mẹ lần đầu tiên em la trước mặt mẹ chồng em luôn là em la. Thế nó la tay dữ. Lần đầu tiên em la. Đó giờ toàn giữ kẻ không mà cứ làm nói chuyện cũng là nhẹ nhàng với mẹ đó. Bữa đó là bực quá không biết làm cái gì cái gì nói mà có mẹ chồng ở đó luôn. Chắc mẹ chồng cũng hết hồn. Rồi thôi bây giờ mẹ chồng muốn nàng dâu bỏ đi cái nóng tính đó để hòa hợp chứ mẹ chồng chút xíu luôn nóng mẹ chồng cũng lo đúng không? Nó cứ càm nhàm là chồng nó ghét. Càm làm là bệnh căn bệnh trầm kha của phụ nữ mà. Nhẹ nhàng với chồng nó đi. Bỏ càm làm nhẹ nhàng được dạ, không? Dạ, cô nói như vậy con cũng nhột quá cô ạ. Dạ. Con cũng càm làm dữ lắm mà nhiều khi là con còn nóng tính hơn cả bé nữa. Nóng giận thì mới khôn mà. Dạ. Lẽ ra nó không đi nhưng mà nóng nó càng đi nữa. Nóng quá đi luôn. Đi luôn đó. Bớt nóng được không? Bớt càm làm được không? Hứa với mẹ chồng đi. Rồi hứa đi. Có mẹ chồng bên cạnh, lúc nào cũng bên cạnh ấy, không có đi đâu đâu. Đâu hứa đi. Đấy. Mỗi lần em nóng tính xong là 2-3 ngày sau là tự thấy là thôi giờ mình phải giờ chồng hết đi nhậu là con bớt hết nóng. Không có. Mình do mình ấy chứ đừng nói chồng bớt đi nhậu nha, cái đấy không đúng đâu. Do mình hết, mình cứ nhẹ nhàng đi là chồng nó không có đi. Mà mình càng ấy là nó càng đi cho mà biết. Con cũng lấy chồng rồi, chồng con cũng ham nhậu dữ lắm. Không hiểu sao nha, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu. Đi đòi nợ cũng nhậu, đi gặp khách hàng cũng nhậu. Nhiều khi nói hoài à, nói từ á, mình chuyển giọng từ mà, sư tử. Mình chuyển qua tới con mèo, mèo mới mèo mèo, nhẹ nhàng, dễ thương. Cũng không chịu luôn, thì lúc này tức nước vỡ bừa thôi mẹ ơi. Cái này chị đồng cảm với em nha. Sao càm ràm hoài thì đàn ông người ta khó chịu, người ta phải đi nhậu cho nó bớt buồn thôi chứ. Mình ví dụ như càm ràm thì hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau kêu thôi vợ đừng có càm ràm chồng nữa hay sao như thế nào. Còn này người ta mới sinh có 2 tháng à, bỏ người ta ở nhà đi nhậu. Nói hoài bà càm ràm hoài, tôi phải đi nhậu thôi. Đi nó đi nhậu một cái là nhìn cái mặt nó ghê lắm chưa nữa. Không được cái mẹ cháu nói mà mị thôi chứ cũng tâm lý lắm. Là lúc em mới xong nó làm có làm tiệc nhỏ nhỏ đầy tháng cho bé thì chồng làm xong hết, đón khách xong hết là đòi đi nhậu. Mẹ em trên phòng em nghe mẹ ra ôm lại rồi lúc mình say rồi, bạn bè đủ đi đâu biết nữa. Em mở kiểu để em nghe coi vụ gì, tại vì ở dưới nó nói cho nên to nó nghe. Thôi con đừng có đi, không được đi. Mẹ nói nó nghe không được đi. Bây giờ vợ mới sanh là đi nữa không có được. Nghe lúc mà nhiều khi nói mình thì mẹ nói khác, nhưng mà sau lưng mình mẹ quan tâm mà mình không để cho mình biết. Đây. Nhiều khi em ở trên lầu 3 mở sanh xong ở cửa trên đó, mẹ chồng bê một cái mâm cơm lên, lúc nào cũng bê lên. Trời đất ơi. Bê lên cho ăn. Bê lên mẹ khỏe lắm. Hôm nay thì con có muốn mẹ chồng thay đổi điều gì không? Giờ muốn mẹ chồng là kiểu như biết thương yêu bản thân của mình hơn thôi. Hồi xưa mình khó khăn nên mình tiết kiệm không sao. Bây giờ mình có điều kiện rồi thì mình cứ sống cho thoải mái, cho nó vui vẻ thôi. Nhiều khi mẹ chồng bị hơi tiết kiệm. Bây giờ mẹ tiết kiệm thì thôi em đừng tiết kiệm giùm mẹ thì em mua cho mẹ. Đúng rồi. Em thấy cái gì mà mẹ xài cái đó hoài mà mẹ không chịu bỏ mình nó cũ rồi. Thì đi mua. Đâu cũng phải khuyên các con phải tiết kiệm. Càng ngày càng khó khăn. Khuyên tiết kiệm nhưng mà nhiều khi em mua quà đừng có lãng phí. Cũng lấy nhưng mà sau lưng đi nói là này con dâu mua khoe để em nghe em thích. Tự hào em nghe chứ em thích. Là nhiều khi em cho em mua cho này mua kia không có nói gì hết á. Hôm nay thì mẹ con đem đến câu chuyện khá thú vị đó, thật ra là rất là thú vị luôn. Cảm ơn gia đình rất là nhiều, chúc cho cái mối lương duyên này mãi mãi hạnh phúc như thế, hiểu nhau yêu nhau thương nhau như thế.